Cuộc điện đàm thứ hai giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine Sáng thứ ba, 22 tháng 3, 2022, ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine, tuyên bố tại một cuộc họp video với Quốc hội Ý rằng ông đã có một cuộc điện đàm thứ hai với Đức Thánh Cha. Tổng thống Ukraine nói, Hôm nay tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha Francisco và Ngài đã nói với tôi những lời rất quan trọng. Và ông nói thêm rằng, tôi nói với Đức Thánh Cha rằng sự phản kháng của người dân Ukraine trở thành một đội quân khi thấy cái ác đến. Ông Zelensky viết trên Twitter, tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha, tôi đã nói với Ngài về tình hình nhân đạo khó khăn và việc quân đội Nga phong tỏa các hành lang cứu hộ. Vai trò hòa giải của Tòa Thánh sẽ được đánh giá cao. Tôi cảm ơn vì những lời cầu nguyện cho Ukraine và hòa bình. Cuộc điện đàm này cũng đã được ông Andrei Yuras, đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, viết trên Twitter sáng thứ Ba 22 tháng 3. Một dấu hiệu ủng hộ mới của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine, một cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc trò chuyện này, Đức Thánh Cha khích lệ Tổng thống và nói Ngài cầu nguyện cho Ukraine và làm mọi sự có thể để chiến tranh kết thúc. Cũng theo ông đại sứ, Đáp lại lời Đức Thánh Cha, ông Zelensky nói, Đức Thánh Cha là khách mời được mong đợi nhất ở Ukraine. Lời mời Đức Thánh Cha đến Kiev đã được thể hiện trong một lá thư của ông Vatali Klitschko, đô trưởng Kiev, gửi đến Đức Thánh Cha. Và theo phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhận được thư và tái khẳng định sự gần gũi của Ngài với người dân của thành phố đang bị bao vây. Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Ukraine. Cuộc điện đàm đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 2, hai ngày sau khi chiến tranh bùng nổ. Chính ông Zelensky sau đó đã bày tỏ trên một tweet: "Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và một hiệp định đình chiến. Người dân Ukraine cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài."